Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hàng phục yêu tinh hoàng tiên, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kính. Hòa thượng không ngại phiền toái mà ban ân chỉ dạy chúng sanh. Giống như chuyện xưa, Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt và 7 lần thả Mạnh Hoạch. Hòa thượng sau cùng hàng phục được hoàng tiên quỷ quyệt và truyền quy y chỉ giáo cho y. Hòa thượng kể: Bắc phương có hồ cáo Hoàng Nhị Tiên. Hồ tiên tức là hồ ly, hoàng tiên tức là hoàng thử lang chuột. Người ta thường gọi là hoàng bì tử. Ở Bắc phương, người ta đều gọi hai loại động vật này là thần, vì chúng nó rất tiểu nhân nhỏ mọn. Nếu quý vị lỡ nói sai một câu là chúng nó khiến cho các vị sanh bệnh. Lần đầu tôi gặp một con chuột hoàng bì tử này, nó khiến cho một người sanh bệnh tà, rồi tới đấu pháp với tôi. Tôi dùng ấn quyến sách thủ để bắt nó. Nó đấu không lại, bèn nhập vào người bệnh, quỳ xuống lạy lục, tha thiết cầu khẩn nói: Con muốn quy y thầy, xin thầy thả con đi. Nói nghe rất là tội nghiệp. Tôi nói: Vậy ngươi quy y được rồi, và thả nó đi. Ban đầu tôi có nói là khi trở về chùa tôi sẽ truyền quy y cho nó. Nhưng khi tôi trở về chùa rồi thì sao? Bởi vì nó thích nói dối nên nó gạt tôi, chứ nó không có tới chùa. Lúc tôi ở ngay chỗ của bệnh nhân đó không sao. Đợi tôi đi rồi, bệnh tình của bệnh nhân lại tái phát. Sau đó, tôi quay trở lại bắt nó. Tôi bắt nó tổng cộng có đến 3-4 lần. Cuối cùng tôi nói: Ngươi mà nói dối thêm một lần nữa, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Lần này ngươi nhất định phải cải tà quy chánh. Có như vậy nó mới không nói dối. Cho nên muốn độ một chúng sanh thật không dễ chút nào. Các vị thấy tôi độ con hoàng bì tử này đây, nó đã gạt tôi 5 lần 7 lượt, nhưng tôi cũng không hề ghét bỏ nó. Cuối cùng vẫn truyền quy y cho nó và đặt tên cho nó là Quả Giản. Đó là lần đầu tôi thâu hoàng tiên quy y. Có lẽ các vị chưa hề nghe về các sự việc này nên cũng không mấy tin, nhưng là kinh nghiệm chính tôi đã trải qua. Ha ha ha, 问什么的说呵。